Ok anh. Cái không anh ơi. Chào mọi người nha. Hôm nay hai anh em đi mở hàng. Mở hàng bắt ong rừng kiến đầu năm. Bữa nay vào mùa ong rừng rồi nên hai anh em chủ yếu đi mực ong rừng. Cây cối chằng chịt luôn, giờ đang chui. Chui vậy. Bò với chui không ơi. Đẩy bụi không luôn anh này. Nãy leo ở dưới cái vách đá cao lắm, không có quay được luôn. Vách đá thẳng đứng nên là leo không quay được. Giờ lên trên này cây cối chằng chịt bò này thì gắn quay cho mọi người biết là đi bắt ong rừng nó khổ như thế nào. Đâm quá trời. Rồi tới tổ ong rồi. Lần đầu tiên mình bắt tổ ong mà nó nằm gần, nó nằm thấp. Đầu mùa là ong nó làm thấp, nó không làm cây cao. Em đi cái chặt quay chính em này. Đây anh Tiễn. Ong ở đây kia này. Thấy tổ ong không? Trên này anh. Anh đi, thấy tổ ong không? Đây. À đó. Chỗ không? À thấy. Giờ anh qua phải tiệm cho em ở đây lựa ống ra đủ. Ok anh. Còn okay. Để thì anh quay cho mọi người biết. Rồi ok. Rồi giờ để mình đưa máy cho anh Triển qua đó anh quay cảnh bắt ong nha, quay cái tổ ong cho mọi người biết. Đây mọi người nha. Mình đang tiến tới tổ ong và quay cận cảnh cái tổ ong rừng và một ong rừng nguyên chức cho mọi người biết. Ai không biết thì đừng nên bực trước như mình là người nguy hiểm nha. Ông ra thì rất nguy hiểm đấy. Đấy, ông. Và một chút nữa là mình sẽ bắt và quay cho mọi người xem cách bắt ong như thế nào. Đó, ông. Bây giờ vô mọi người thấy chưa? Đây là tổ của nó đấy. Mọi người thấy ổ ong chưa? Bây giờ là chuẩn bị bắt nha. Còn đây này đang ngồi ở cái bụi cây này, nói chung là xung quanh là không có trở người được, đi đâu động đâu là gai với lại là cây nó chích đó. Đây mọi người biết cây này là cây gì không? Cây này là ai biết cây này là tuổi thơ dữ dội luôn á. Đây cây này là tuổi thơ dữ dội luôn á. Cây này là cây đồng đình. Đây cây đồng đình nhá. Cây đồng đình, cây này mà hồi trước là đi học là hay bẻ xong cái là bẻ mấy trái chín xong cái là mình vắt nước ra xong mình bôi nơi bàn ghế của thầy cô á đó, cho thầy cô ngồi cái là ngứa, còn không là ghét thằng nào đứa nào con nào cái là mình vắt xong mình chà nước toàn bàn với ghế nó ngồi luôn nó ngứa cả ngày vậy. Mà ai biết cây này chắc giờ cũng vợ chồng hết trơn rồi, cũng con hai đứa rồi. Thôi giờ hai anh em chuẩn bị bắt ong đã nha. Giờ quay cho mọi người xem nè.
ông bay xuống có bay tự người vu 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 ở bên có đuổi nhé. Không có chạy hả? À? Ngồi yên thôi đúng không? Ngồi yên thôi, anh bọc bỏ vô em đi, anh cứ rất ok mừng chứ kìa. Dạ ok. Ông có bình thường không thấy gọi chị. Bỏ vô cho anh. Đấy, anh Triển đang bẻ cây khô, lá khô xong cái là đúc khoái. Khoái lên là ông chạy xong cái là bắt nha. Rồi xí con mặc đồ bảo hộ vô nữa. Nhớ cái cây đồng đình này hồi trước em ghét đứa nào với lại là thầy cô nào mà dạy á mà hay bỏ tiết đi chơi mà hay bị bắt ký sổ đồ bài á nè, là em hay bôi lên lắm, tới tiết là em bôi lên đầy bàn ghế đó đó. Lâu rồi mới gặp lại cái cây này. Rồi quay quá trình bắt ong cho mọi người biết. Rồi mọi người mua ong ủng hộ anh Triển nha. Ong rừng. Số điện thoại của anh Triển bao nhiêu anh Triển đọc mọi người biết anh Triển? 01626 là số 0326. 0326 933 866. Rồi mọi người mua ong thì liên hệ anh Triển nha, mật ong rừng nguyên chất. Lại là cá suối đồ vậy á, các loại cá suối nhưng mà ai cần mà đặt trước á thì mới có. Cá suối thì có các loại như chạch rồi cá xanh. Chừng đó đủ không anh? Anh em đi rừng thì chưa có kinh phí nhiều để đầu tư máy ảnh chuyên nghiệp để đeo mà quay cho chi tiết mọi người. Vài bữa còn leo nhiều cây cao lắm. Thôi, giờ mặc đồ bảo hộ vô. Dạ, anh bịt cho em. Rồi, ok. Đây, mình đeo bảo hộ vô rồi nha. Đeo vào tay nha, đeo một cái thôi, còn một cái không đeo. Đây anh Tiễn. Anh em đeo đồ bảo hộ vô đây. Mình quên mang vớ. Không cần đâu. Anh có vớ này, ưa mang. Ai chân đây cũng sợ lắm, sợ bị đốt lắm. Ưa mang không? Chẳng không đeo hả? Anh cần. Lỡ chân. Bắt tổ cao rồi, giờ bắt tổ gần đi thấy không ớn thiệt đó. Cứ đặt cái cây tự quay. Đến tới luôn. Rồi, ok. Rồi. Giờ hai anh em tôi qua bắt ong đi nha. Anh cầm bao đồ hết chưa? Có rồi, có rồi. Nhỏ chưa? Đây. Đây mọi người. Đây ông đây. Mình quay đi là cần cẩn nhất rồi đây cho mọi người chỗ đây. Đây.
Ôi, được rồi, quay trên được hết tao xuống tím rồi. Ok. Kẹo cái ao 6 triệu. Đây lần đầu tiên mình trải nghiệm cái bắt ong rừng mà bắt ở gần này nha. Hơi bị lo, nguy hiểm. Quên cắt này, quên cả ăn hư ống này. Kìa à, nha. Vui đó. Đấy kìa, dùng lưỡi nha, phải chạy nha. Okay. Em cầm cái lưỡi đi ạ. Được không, cầm một cái, cầm lưỡi thôi, cầm ngang thế này. Rồi. Thấy chưa, cầm ngang nữa thôi. Hello mọi người, đây là ong nha. Đây, tiếp đây là ong này, ong đây mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy bông mực này. Đây là bông mực của nó. Mọi người cẩn thận chứ lên cây là bim rất nguy hiểm. Lửa này tắt được chưa anh? Chưa được đó. Đấy nha mọi người. Báo rồi anh. Báo đây thôi. Ủa cái nó dục hả? Dục. Cái đó là phương tương con á. À. Mình phải gọt sạch gì đó có. Đây giờ mình lấy cái này nha mọi người. Cái này là mực ống á. Mực anh thầy ừ. Nhưng mà mực đông vua là gì đó đấy, gọi là đầu cuống á, anh hiểu không? Dạ. Điểm á, điểm nhiều á. Rồi cầm một cái thôi. Cầm cái lục đi nha. Cầm nào đi, đi lại đi. Một cao rừng nguyên chất ác. Vui á, đứng vui chuộng. À mọi người làm xong là nhớ tắt lửa. Cái rừng này lá khô nhiều nha. Bây giờ là phải tắt lửa. Đây mực đây. Mực đầu mùa nên là nó ít. Mà chất lượng. À. Anh
dập hết lửa. Ong bay quá trời. Đây, anh em bắt xong rồi nha. Này mực đầu mùa nên là hơi ít. Ông còn ra. Em đang thở. Đây là mực đầu mùa đây mọi người nha. Tại nên mới động cuống. Đây quay cho mọi người tin tưởng. Mới đầu mùa lên là hơi ít nha, tổ nó hơi nhỏ, nhiều tổ to dễ sợ lắm. Ông giờ còn, ông còn bay nên là chưa mở bảo hộ ra được. Rồi, giờ hai anh em bắt xong rồi, giờ hai anh em đi tìm ong tiếp luôn nha. Đi tìm bắt tiếp tổ tiếp theo nữa. Bữa nay mùa ong nên là hai anh em đi tìm ong suốt vậy. Rồi, giờ hai anh em đi đã nha mọi người. Mất dấu hả anh? Mọi người thấy anh Chuyển có ngầu không? Rất là ngầu. Đấy. Chuyển đang dò đường ong đi nha. Ong nó bay theo hướng nào là cáp cái cây nào đó là tìm tới cái cây đó tìm. Bắt ong theo thời hiện đại 4.0. Hồi xưa chưa có ống nhòm thì anh em lủi trong rừng từ sáng tới tối, nhiều lúc không tìm được ổ ong nào. Còn nay thì có ống nhòm rồi thì anh em đỡ vất vả hơn. Cứ nhìn đường ong đi là biết ông nó làm tổ chỗ nào. Mất dấu tiếp hả anh? Ok anh, rồi xuất phát như anh em. Đang tiếp tục dò đường ong đi nha mọi người. Anh em vẫn đang đi lùng tới bước chân ong. Hôm nay trời nắng 35 độ. Suối đẹp quá, suối mát quá, muốn bay xuống tắm cái cho mát. Để quay cảnh cho mọi người xem. Khu vực này có thể rất nhiều cá. Nhiều khi tối nay hai anh em dừng chân ở đây để săn cá. Mình nhìn cái nước này với lại là khu này nó rộng với đá nhiều á, nước nó chảy nữa, mình nghĩ là rất là nhiều cá. Có thể tối nay hai anh em bắt cá ở đây, cắm trại ở đây.
Đây là dấu vết của ong ỉa nha mọi người. Đây, ong ỉa này. Đây nữa này. Cũng lần theo dấu vết ong ỉa nha. Đây nữa này. Chỗ này mát ghê ha. Mát và đẹp ghê mọi người. Trời nắng lắm mọi người. Đang ngồi nghỉ, nghỉ dưới cái bóng cây nhỏ này thôi. Tiện anh đi theo gió ong rồi, mình ngồi đây mình chờ ảnh mình giữa rừng vậy. Bây giờ là 12 giờ trưa, ngồi một mình vậy giữa rừng vậy. Ngồi đây chờ ảnh về. Anh đi theo dấu ong. Hồi nãy đi thì có nghe được mấy tiếng trầu mào hót. Mình biết trầu mào nó ở đoạn nào rồi. Xí nữa vài bữa rảnh thì mình sẽ đi đánh trầu mào. Anh em đam mê trầu mào thì nhớ đón xem tập sau mình đánh trầu mào nha. Bây giờ mình qua tìm bóng cây mất mát mình ngồi mình chờ. Anh Tiễn đi theo dấu ông mất tích đâu luôn rồi. Ngồi đây nắng quá. Nhiều khi ở trong rừng, nhiều khi ngồi dậy đợi ảnh nửa tiếng, nhiều khi tiếng rưỡi. Có bữa 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng nữa. Hên xui lắm. Thôi đi tìm cái bóng cây mất mát thôi. Đang tìm bụi cây để nấp thì thấy gà ở trong bụi này chạy ra nha. Nên bây giờ mình vô đây mình tìm thử có thể có ổ của nó không. Mấy cái chỗ này gà nó hay làm ổ lắm. Bụi cây nhiều này.
đi đâu rồi á. Thôi mình sẵn mình đi tìm ổ gà đi. Không có cái bụi nào hết trơn. Không có rồi mọi người ơi. Đây. Cái vịnh này nó rất sâu. Đây. Đây là hoa này đến mùa ong là hoa lộ là bắt đầu hoa ong nó sẽ đi lấy phấn. Phấn hoa. Cái hoa bên đẹp kia, hoa bên cái bờ này, bên cái vịnh. Đây, đây là cái vịnh này cả cũng tương đối rất nhiều. Ở vùng núi như thì cả bom cả lầu vậy, còn gọi là cả chay đó, cả lầu gai, cả chặt. Thỉnh thoảng thì hồi xưa những cái vấn đề là cả chân rất chi là nhiều đấy. Sau người ta nó đi đánh hết rồi, bây giờ là con thưa thớt, không được nhiều cho mấy. Chào mọi người nha, giờ hai anh em đi về đã. Buổi chiều rồi, sắp tối rồi. Sáng giờ lấy được có ổ ong à. Rồi bye mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.